Thưa quý vị, sau hơn 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, khu vực nông thôn thành phố Bà Rịa đã có những bước chuyển vượt bậc về hạ tầng cơ sở, về phương thức sản xuất, về thu nhập. Và quan trọng ý nghĩa hơn cả là chất lượng cuộc sống người dân khu vực nông thôn được nâng lên rõ rệt. Năm 2018, thành phố Bà Rịa đã được chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Cả 3 xã nông thôn mới cũng đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao từ năm 2019. Kế thừa thành quả trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, thành phố Bà Rịa đang tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, xã Hòa Long được chọn thực hiện thí điểm và địa phương đang chờ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để có thể chính thức triển khai từ đầu năm 2022. Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình xuyên suốt, thành phố Bà Rịa không ngừng triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Theo phương châm, không ngừng nâng chất mọi phương diện từ vật chất đến tinh thần cho nông thôn, nông dân. Quá trình xây dựng nông thôn mới, ông Hoàng Văn Tuyến ở xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa được chính quyền địa phương tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Từ những hỗ trợ thiết thực này, ông Tuyến dần phát triển vườn rau. Không chỉ tăng về năng suất, chất lượng, rau của gia đình ông còn ổn định đầu ra vì được liên kết với hợp tác xã thu mua toàn bộ. Với 4 sào đất trồng rau, gia đình ông thu nhập từ 100 đến 120 triệu đồng một năm. Nhờ Ủy ban nhân xã cũng có tạo điều kiện để cho hộ gia đình nhà tôi có một cái lớp tập huấn đi học để về làm những cái mô hình của trong gia đình phát triển sản xuất. Trong cuộc sống gia đình cũng ổn, nuôi được các con ăn học. Nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân là nền tảng quan trọng của nông thôn mới. Vì vậy, thành phố Bà Rịa tập trung tạo điều kiện khuyến khích nông dân chuyển đổi diện tích cây trồng không hiệu quả sang loại cây trồng phù hợp hơn, mang lại lợi ích kinh tế bền vững. Những vùng chuyên canh cây trái, hoa, rau xanh được hình thành từ giai đoạn 2021 đến 2025. Mô hình vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ dần được phát triển. Thành phố cũng đang triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, hỗ trợ nông hộ, cơ sở sản xuất, kinh phí lập thủ tục, đánh giá theo bộ tiêu chí OCOP đối với 12 sản phẩm để tham gia xếp hạng cấp tỉnh năm 2021. Và đã có 3 sản phẩm đông trùng hạ thảo của công ty trách nhiệm hữu hạn đông trùng hạ thảo Trung Nhân ở xã Tân Hưng đang xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3-4 sao. 3 sản phẩm này đều đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, an toàn vệ sinh thực phẩm và tiêu chuẩn FDA của Hoa Kỳ. Về địa phương thì các anh chị ở bên chính quyền đây cũng có tạo điều kiện cho tụi em có cơ hội để mà đưa cái sản phẩm của mình lên làm sản phẩm đặc trưng cho xã. Thì qua cái cơ hội này, nó cũng giúp nâng tầm cái sản phẩm của em lên một cái tầm cao mới, được đưa đến với nhiều người dùng hơn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở 3 xã nông thôn mới nâng cao của Bà Rịa là Hòa Long, Tân Hưng và Long Phước đều đạt trên 62 triệu đồng một người một năm. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn cũng nâng cao, do tại địa phương có đầy đủ thiết chế đáp ứng yêu cầu văn hóa, văn nghệ, thể thao cho nhân dân. Thì nỗ lực của đảng bộ là trong thời gian tới sẽ cố gắng là phấn đấu để đưa cái xã nông thôn mới dần dần để phát triển tiếp tục và nâng cao cái đời sống ý thức của người dân, rồi đồng thời là nâng cao cái hiệu quả kinh tế và giúp cho người dân càng ngày đi lên. Và định hướng tới là sẽ xây dựng cái nông thôn kiểu mẫu cho tương lai. Tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chính quyền và nhân dân khu vực nông thôn thành phố Bà Rịa đang cùng nỗ lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt tập trung phát triển các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, gắn với chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chính sách hỗ trợ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn cũng tiếp tục được triển khai đồng bộ để nâng cao thu nhập cho người dân thêm bền vững. Xã Hòa Long được chọn thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên và địa phương đang chờ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để chính thức triển khai trong năm 2022.